Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Những gì sẽ diễn ra trong hội nghị trung ương 8 của đảng? Ngày 29 tháng 9, báo Tiến Dân có bài Hội nghị trung ương 8 của đảng Cộng sản Việt Nam và những bất ngờ. Tác giả cho biết lãnh đạo đảng Cộng sản Việt Nam đang triệu tập hội nghị trung ương 8 khóa 13 bắt đầu từ ngày 2 tháng 10 đến ngày 8 tháng 10 tại Hà Nội. Tên nội bộ cho hay thời gian hội nghị kéo dài 7 ngày đồng nghĩa với việc có quá nhiều vấn đề nan giải cần giải quyết trong nội bộ đảng. Trước đó, Hội nghị Trung ương 7 chỉ họp 2 ngày rưỡi. Ban chấp hành Trung ương khóa 13 từ 180 ủy viên sau đại hội hiện chỉ còn 167 ủy viên, đã có 13 ủy viên gãy gánh nửa đường. Trong số đó có hai ủy viên Bộ Chính trị là cựu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và cựu Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh. Trong số 13 ủy viên gãy cánh có 2 ủy viên trung ương tử vong, 4 ủy viên dính án hình sự tham nhũng, 7 ủy viên bị phế truất. Hình ảnh bài trên báo Tiếng Dân. Tác giả bình luận, một ban chấp hành trung ương từng được ca tụng là đội ngũ ưu tú, là tinh hoa của đảng, nay tả tơi như áo vũ cơ hàng mà không thấy ai đứng ra nhận trách nhiệm. Rất nhiều trung ương ủy viên không đăng đàn nhưng ngầm hướng chỉ trích quy trách nhiệm người đứng đầu thuộc về Nguyễn Phú Trọng bởi ông là Tổng bí thư Đảng Cộng sản và trưởng tiểu ban nhân sự của hai khóa 12 và 13. Tác giả Mỉa Mai, đảng lựa chọn đội ngũ của đảng quá xuất sắc để hôm nay dân tình nhìn thấy rõ bộ mặt nhân sự tinh tú chủ chốt từ địa phương đến cung đình đều là một lũ tham lam vô độ, ăn cướp trắng trợn, gây tội ác trời không dung, đất không tha qua các đại án Việt Á chuyến bay giải cứu, vụ AIC, vân vân. Tác giả cho biết Hội nghị Trung ương 8 sẽ phê chuẩn danh sách quy hoạch nhân sự Ban chấp hành Trung ương khóa 14 theo đề cử của các cấp. Hội nghị Trung ương 8 cũng sẽ bầu các trưởng tiểu ban phục vụ cho Đại hội 14 vào đầu năm 2026. Theo tác giả, hội nghị này sẽ bỏ phiếu kỷ luật Trịnh Văn Chiến, cựu bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2015-2020. Ông Chiến từng gây ra một vụ bê bối chấn động cả nước qua việc nâng đỡ không trong sáng và có con với hot girl Quỳnh Anh. Trịnh Văn Chiến cũng sơi hàng trăm tỷ đồng qua các dự án. Nhận hối lộ khủng từ Trịnh Văn Quyết FLC và Nguyễn Thị Thanh Nhàn AIC. Trịnh Văn Chiến hiện đang bị quản thúc, cấm xuất cảnh. Dự đoán Chiến sẽ bị khai trừ khỏi đảng, sau đó sẽ bị khởi tố bắt giam. Hình ảnh Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13. Vẫn theo tác giả, hội nghị lần này cũng sẽ thịt Lê Đức Thọ, đường kim bí thư tỉnh ủy Bến Tre. Thọ bị đồng đảng chỉ điểm phanh phui. Ông ta có tiền trong ngân hàng và cổ phiếu lên tới 4.000 tỷ. Tác giả dẫn tên hành lang cho biết Lê Đức Thọ phân bua rằng anh ta bị đánh hội đồng, rằng Thọ làm sao giàu bằng Lê Minh Hưng, con trai của tướng Lê Minh Hương, cựu bộ trưởng Bộ Công an. Hưng hiện là chánh văn phòng trung ương đảng và được quy hoạch vào Bộ Chính trị khóa 14, sẽ nắm thường trực ban bí thư hoặc bộ trưởng bộ công an. Thọ cũng nói rằng ông ta không giàu bằng người tiền nhiệm Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Việt Tinh bang, nhiệm kỳ 2014-2018, hiện là Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Dự đoán Lê Đức Thọ sẽ bị cắt tất cả các chức vụ trong đảng và về nhà ngồi chơi xơi nước để tiêu tiền. Tác giả kết luận Đảng luôn tự hào về tài cầm quyền của mình. Đảng lúc nào cũng tỏ ra rằng lãnh đạo đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong công cuộc đổi mới đất nước. Thế nhưng chỉ thấy đội ngũ đảng lãnh đạo ngày càng giàu có, giàu nước đố đổ vách, còn dân đen thì lầm than cơ cực, nhiều người trong số đó luôn phải đội đơn, đi khiếu kiện, kêu an và đòi công lý trong vô vọng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời Báo .d với bản tin những gì sẽ diễn ra trong hội nghị Trung ương 8 của Đảng. Tương lai vô định của BBC tiếng Việt sau khi rời London. Ngày 27 tháng 9, website của Thời Báo .d đăng bài bình luận BBC tiếng Việt sẽ đi về đâu sau khi rời London của nhà báo Nguyễn Hùng người từng là phát thanh viên, biên tập viên của chương trình BBC Tiếng Việt từ năm 2000 đến năm 2017. Ông cũng từng là phó ban Việt ngữ của BBC. Tác giả nêu vấn đề với mốc thời gian đóng cửa văn phòng ban biên tập BBC Tiếng Việt ở London. Ngày 15 tháng 11 đang tới gần, câu hỏi đặt ra là BBC Tiếng Việt sẽ đi về đâu? Câu trả lời đơn giản là văn phòng ban biên tập chuyển về Bangkok để giảm tới một nửa chi phí hoạt động so với trước đây. Số nhân viên ban biên tập BBC Tiếng Việt phục vụ cho công chúng Việt Nam từ Thái Lan của ban Việt ngữ sẽ vẫn ở mức khoảng 10 người trong thời gian trước mắt, hình ảnh bài trên thời báo chấm đê. Nhưng tác giả nhận xét, chuyện tương lai của BBC Tiếng Việt trong những năm tới là điều khó đoán định. Có nhiều dấu hiệu cho thấy một tương lai bấp bênh cho thương hiệu 71 năm của BBC. Tác giả phân tích thứ nhất bbc đã tìm người đứng đầu văn phòng bbc ở bangkok cả năm nay mà không tuyển được sớm như dự định thứ hai bbc vẫn ở trong cơn khủng hoảng tài chính với thâm hụt ngân sách là con số hàng trăm triệu bảng anh mỗi năm khả năng đóng hẳn bbc tiếng việt trong ngắn hạn là ít phần vì sự kiểm duyệt hạ khắc ở việt nam và phần vì ngân sách giờ cũng đã quá ít phần tiết kiệm được nhờ cắt giảm là không đáng kể thứ ba có vẻ là quan trọng nhất BBC tiếng Việt đã mất nơi an toàn để hoạt động báo chí. Dù sao, London cũng nằm xa tầm với của an ninh Việt Nam hơn nhiều so với Bangkok. Ví dụ điển hình là vụ bắt cóc Thái Văn Đường từ Thái Lan về Việt Nam. Điều rắc rối khác theo tác giả chính nước Anh về mặt luật pháp chỉ có thể bảo vệ cho công dân của họ, nhưng khó có thể can thiệp nhiều khi nhân viên của BBC là công dân của một nước khác. Nếu còn văn phòng ở London, các nhân viên của BBC sẽ được nhập quốc tịch Anh sau khi làm việc liên tục trong khoảng 5 năm với việc chuyển sang Bangkok, điều này hiển nhiên là không còn nữa. Hình ảnh nhà báo Nguyễn Hùng khi còn làm việc cho BBC. Một trong những điều thông minh mà BBC có thể làm, tác giả bình luận là tìm một người giỏi tiếng Việt và am hiểu Việt Nam nhưng không mang quốc tịch Việt Nam làm trưởng ban ở Bangkok. Trước đây người lãnh đạo văn phòng BBC ở Bangkok là chị Hà Giang người mang quốc tịch hoa kỳ các nhân viên của bbc cần được tuyển một nửa từ trong nước và một nửa còn lại mang quốc tịch của các quốc gia phát triển tác giả nhận định điều đó có thể thấy trước là đa số các nhân viên ở bbc tiếng việt sẽ là người việt nam về mặt luật pháp việt nam có thể làm bất kỳ điều gì với công dân của mình điều này không có nghĩa là các nhân viên của bbc chắc chắn sẽ có sự tự kiểm duyệt nhưng có nhiều thứ khiến cho họ phải suy nghĩ khi làm việc hết mình cho bbc mà bbc có lẽ không hết mình với họ tác giả kể về kinh nghiệm của bản thân khi còn làm việc cho bbc lúc đó tác giả và đồng nghiệp lập ra bàn tròn thứ năm cho bbc tiếng việt an ninh việt nam đã nói thẳng với một lãnh đạo của bbc rằng họ ghét bàn tròn thứ năm nhất lập tức vị lãnh đạo đó đề nghị giảm thời lượng của chương trình và bàn tròn thứ năm tới nay đã không còn một sếp cao nhất của bbc world service sau khi kiểm tra nội dung của bbc tiếng việt thì một trong những kết luận của bà là bbc tiếng việt trốn đằng sau những người cộng tác vì chỉ thấy tên của người cộng tác viết cho bbc mà chẳng thấy tên phóng viên bbc đâu cả tác giả hy vọng bbc tiếng việt ở bangkok sẽ còn phát triển hơn cả khi bbc còn hai văn phòng nhưng tác giả chẳng có cơ sở nào cho hy vọng đó trong hiện tại Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Tương lai vô định của BBC tiếng Việt sau khi rời London. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời báo.d